chị đang nghi lỗ mà còn không biết rồi ba. Thì em cũng có biết đâu. Thì em còn nhỏ mà sao em biết rồi ba được như chị? Thì chị cũng đang học đây. Sao không? Hai đứa có làm sao không? Dạ không ạ. Hai đứa có bị sao không? Không, dạ không sao. Cô giáo có sao? Để tôi làm dọn cho. Lan Nhi, cầm giúp cô. Dạ. Anh để đấy tôi làm cho. Đây. Để tôi làm cho cái chuyện bị thương bây giờ. Vì Lan Nhi dành sự tin tưởng cho tôi và cũng dành tình cảm đặc biệt cho Cam, nên hôm nay tôi cũng muốn nói chuyện với anh và Lan Nhi. Lan Nhi, cô không thể dành nhiều thời gian cho em được, nhưng mà nếu trong một tuần mà em muốn sang đây, em có thể chọn ra một buổi cô sẽ kèm em học, rồi sau đó chơi với Cam. Em có đồng ý không? Không thể nhiều hơn à? Không thể. Và còn kèm theo cả điều kiện nữa. Điều kiện gì ạ? Thứ nhất là em không được trốn học. Thứ hai là em phải đi học đúng giờ, học bài và làm bài tập đầy đủ. Thứ ba, nếu như có bất cứ điều gì ở trong lớp thì em phải dùng đối thoại, tuyệt đối không được đánh nhau. Nếu như mà không làm được thì phải nói với cô. Em có làm được không? Nếu như mà không làm được thì một buổi sang đây cũng là không. Thế nếu em làm tốt với cả học giỏi thì có được tăng thêm buổi sang nhà cô không ạ? Đúng rồi đấy mẹ. Nếu mà chị Lan Nhi học giỏi nhất trường, thế thì chị Lan Nhi có được ở nhà mình cả tuần không ạ? Nào, không được nói leo. Vâng ạ. Chuyện này cô sẽ cân nhắc sau. Vâng, em đồng ý ạ. Còn bây giờ là về phần của anh và Lan Nhi. Trong vòng một tuần, anh có thể dành thời gian cho Lan Nhi là bao nhiêu? Và nếu như anh không ở bên cạnh Lan Nhi được thì anh sẽ làm cách nào? Chẳng lẽ anh tin tưởng tuyệt đối vào khả năng tự lập của Lan Nhi à? Tôi sẽ suy nghĩ và cân nhắc chuyện này. Vậy mà tôi chưa bao giờ thấy anh cân nhắc về việc đi tiếp khách nhỉ? Anh hãy cân đối lại thời gian và sắp xếp cho Lan Nhi một quỹ thời gian hợp lý. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ dựa vào sở thích và năng lực của Lan Nhi để chọn cho Lan Nhi những bộ môn bổ trợ về thể chất và văn hóa. Còn về phía của anh thì anh hãy dựa vào đó để sắp xếp thời khóa biểu một cách hợp lý. Vâng, tôi hiểu rồi. Lan Nhi tin cậy cô đúng là hợp lý. Thay vào đó thì anh hãy để cho Lan Nhi tin tưởng mình thì tốt hơn. Lan Nhi, bố đừng có nhìn con, tối nay con ở đây đấy. Thôi được rồi, nốt hôm nay thôi đấy nhá. Yeah.